Yêu trước ngày cưới. 20 giờ thứ 6 thứ 7 hàng tuần, duy nhất trên siêu ứng dụng giải trí Vion. Không khí ở làng quê hả, trong lành thiệt á hả Đượm ha. Ừ, công nhận á là quê mình hả dạo này đổi mới quá ha. Phải nói là thay đổi quá nhiều luôn á. Kiểu nhìn kìa, nhìn thấy không? Đồng ruộng quê mình á hả, lúc mình đi rộng lớn bấy nhiêu hả thì bây giờ cũng rộng lớn y chang vậy á. À đúng rồi, nè 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 Đượm tới nè, mấy cây ớt này nè, trời ơi bữa mình đi hả giúp ép à, bây giờ cũng giúp ép y chang vậy luôn á. Đúng rồi. Gì vậy? Còn hai đứa hồi xưa tào lao sao, bây giờ tào lao y chang vậy không khác gì hết á. Trời ơi, lên thành phố có mấy ngày đi cái chương trình hướng nghiệp gì á, làm đi 20 năm mới về không bằng nữa. Tại vì hai không biết thôi, tụi em tập trước chứ bộ, để mốt tụi em đi học xa hả, để khỏi bỡ ngỡ chứ bộ. Đúng rồi á. Đúng rồi á. Trời ơi, đúng rồi đó, đúng rồi, đồ con nít thì có. Nè 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 nè, từ này sắp tới nha, hai muốn hả chửi tụi em cái gì cũng được, mắng cái gì cũng được, nhưng mà đừng bao giờ dùng hai từ con nít ở đây nha. Quê á, quê là phá quê á. Ờ quê á, quê thì không dùng từ con nít nữa. Cảm ơn hai. Đúng cái đồ trẻ con. Hai. Vậy. Đáng đời. Được không nữa? Em bé không được. Được nhập hả? Đáng đời, đáng đời, đáng đời. Anh còn dám chọc em nha. Anh hiếp em. Mùa điện thoại đi, mùa điện thoại đi kịp. Chụp liền, báo cáo đi. Em chụp hình anh cần hả, gửi qua mét thứ hai cho anh cần coi, dám ăn hiếp em hả? Ôi, chụp hình, chụp hình gửi cho Thắm coi thôi chứ đừng có mét. Cười lên. Mét hai. Ờ, không được mét. Anh còn dám ăn hiếp em. Với xấu lừa đi. Con chưa về hả? Chưa. Dạ, con đang giải quyết xong một số việc. Con ngồi xuống đi. Chú ở đây báo cho con một tin vui. Chú đã giờ được cuộc họp với ông Nguyễn rồi. Để cho con về Việt Nam sớm. Lần này á, ăn Tết tha hồ. Dạ, được vậy thì tốt quá. Con cảm ơn chú nhiều lắm. Có tinh thần làm việc thoải mái chưa? Dạ, mà chú, lần này á, con định làm bất ngờ cho mọi người khi về Việt Nam. Cho nên chú giúp con giữ bí mật nha. Chú biết rồi. Nè, không chừng chú cũng về đó nghe. Ủa, nếu vậy thì thôi, con đợi chú về chung luôn. Chú cũng chưa biết nữa. Khi nào có tin tức chính xác á thì chú mới về. Chú đang tìm kiếm cái gì hả? Chú đang tìm một điều thiêng liêng mà chú tưởng chừng như đã mất từ lâu rồi. Mà thôi, khi nào có tin tức cụ thể hơn chú sẽ kể cho con nghe. Dạ. Bây giờ chú về đây. Dạ. À, cho chú mượn cái điện thoại của con đi. Dạ đây. Con nhớ là chú mới mua điện thoại mà bộ hư rồi hay sao? Nè, chú tặng cho con thêm một liều thuốc tinh thần nữa. Mà nhớ đừng làm việc khuya quá nha con. Dạ, con cảm ơn chú. Bye. Chú về đây. Dạ. Thank you.
Sao kỳ vậy? Theo sự tính toán của anh á, cái vụ này là kỳ kỳ đó nghe. Có gì đâu mà kỳ mày. Thằng Út nhà mình nó giỏi giang quá mà. Định cho học ngành thú y á thì sợ máu. Học kinh tế sợ nhức đầu. Học cơ khí sợ điện giật. Ghét quá là dẫn về quê tính cho học lái tàu lái ghe. Mà cuối cùng sợ nước. Bực mình quá lâu về nhà khỏi học hành vậy đó. Trời trời đất ơi. Trời đất ơi cái gì? Em biết á là học hành á là quan trọng, nhưng mà sức khỏe cũng quan trọng lắm chứ bộ. Giờ thử hỏi coi nếu như mà hả em mà có mệnh hệ gì á, anh có thể tìm được một út kiệm thứ hai hả đền cho má không? Ồ, thì ra em lo cho má quá han. Còn gì nữa? Nè, Út Đượm. Dạ. Đừng có nói là lấy cái bệnh sợ của Út Kiệm rồi không kiếm được trường nào nha. Em đâu có sợ gì đâu. Chỉ xong kiếm được trường. Tại vì bị Út Kiệm nè. Ồ, Út bị gì Kiệm? Trời ơi, nghĩ sao mà đòi học trường du lịch? Học cái trường đó hả? Đi miết. Rồi ở nhà chơi với tôi. À, cái vụ đó là còn đỡ nha. Anh nó phải nghe cái vụ này mới sốc luôn nè. Vậy còn cái vụ học làm diễn viên sao không có cho Đượm học? Cái này cấm là đúng rồi đó. Anh Toán nghĩ coi, trường gì đâu mà hả? Toàn là trai xinh xinh mắt lung linh không à. Vô cái trường đó hả? Đi theo tụi nó bỏ tôi luôn chứ gì. Trời ơi. Cạn lời. Tại Gấp Beyond, đón xem hồi kết Gạo Nếp Gạo Tẻ. Thiệt á, bực mình mấy đứa nhỏ ghê gớm luôn á. Gì đâu không à. Ê nè mày Toán nè. Ừ. Gọi điện thoại qua bên chỗ giao giống á, kêu tao giao lẹ qua đi. Tao biết trời rồi. Trời ơi, không thấy ai giao hết vậy. Ác xì quay ta. Ê. Hả? Chắc Thấm nhắc mày á. Nói kỳ mày. Mày biết đâu trúng. Ê. Vậy theo sự tính toán của tao á, mày với em của mày á giống như y chang à. Y chang cái gì? Mỗi lần mà nhắc tới gái á, cái mắt nó sáng rỡ như cái đèn pha vậy đó. Có đâu. Bậy bạ không à. Nè nghe tao nói nè, tao tính rồi. Năm sau á là tao phải cố gắng phát minh nghiên cứu ra một cái giống gì mới để ươm trồng nó. Chứ quanh quẩn mấy cái giống này hoài á, làm ăn không phát đạt được mày ơi. Ha, cũng có lý ha. Theo sự tính toán của tao á, nếu như mày tìm được những cái giống cây như vậy là đảm bảo là phát tài. Giống cây gì? À, chẳng hạn giống cây là ăn thịt ruồi nè, ăn thịt mũi nè, ăn thịt chình nhện nè. Ồ. Ăn những thịt đó xong á, nở bông hoa đâu cả nha. Cái mùi đó, trời thử vô cái chắc xỉu liền luôn. Đảm bảo mày bá đạo chứ từ hạt gạo. Thiệt không? Thiệt. Ủa công nhận nha, từ ngày mày đi giam lý mày nói chuyện chí lý ghê luôn á. Đợt này mình sẽ ươm ra những cái giống cây mới, không đụng hàng với ai hết, đảm bảo phát đạt luôn. Cảm ơn mày nha. Nè. Vậy? Theo sự tính toán tao nãy giờ là tao gạt mày đó. Mà sao mày vui quá vậy? Mày tưởng thiệt hả? Gạt tao hả? Ừ. Sự tính toán của mày sai bét rồi. Mày tưởng đâu nãy giờ mày gạt được tao hả? Đồ khùng. Chút cây ăn thịt thịt. Mà mày nè. Cái gì? Mà ra Duyên á, mày định làm đám cưới chưa? Để tao còn đặt heo chuẩn bị cho mày một cặp heo thịt ngon nữa. À, từ từ đi. Từ từ? Ừ. Kỳ vậy? Mấy bữa trước mày rạo được lắm mà sao giờ từ từ? Giận rồi. Giận nữa. Mới làm lành xong mà giận nữa. Không tại quỷ chí gì đâu. Nó thọt ra thọt vô hoài hư bọc cái đường hết trơn. Chủ nhà đâu rồi? Ra đón tiếp người có ăn có học có địa vị xã hội đàng hoàng đây nè. Thằng này có một chết linh nha. Mới nhắc cái có mặt liền à. Ủa đánh rỗi tới đây phá đám người ta nữa hả? Người có ăn có học có địa vị xã hội đàng hoàng làm gì có thời gian rảnh mà phá đám chứ. Nhìn tới đây làm cái gì? Mua bông. Mua để trưng bày cái gian hàng lớn nhất ở Sài Gòn hội hoa xuân này. Mua bông? Ừ. Bình tĩnh. Mua bông gì? Dễ mà. Vườn hoa của tôi bông gì cũng có. Muốn bao nhiêu cũng có. Đặt bao nhiêu? Mua nhiều á. Nhiều là bao nhiêu? 10 chậu. Ừ. Sao vậy? Thấy người ta mua nhiều quá vui mừng mặt thẫn thờ như vậy phải không? Nhớ nha, 10 chậu á. Nhưng mà không lấy bông, chỉ lấy chậu không thôi. Ê sao tao tính tới tính lui tính hoài không ra bệnh thằng này ta. Càng ngày nó càng nặng à. Hết thuốc chữa rồi mày ơi.
Mà thôi kệ đi, về ăn cơm. Mày điên hả? Nhà mày có cơm mà ăn. Má mày đi đám cưới rồi. Cái gì? Má tao đang đám cưới? Ừ. Làm gì thẳng thốt như vậy? Thôi, mỗi lần má tao đám cưới về có chuyện chắc luôn á. Quá xa là vui, nhà trai bên gái ai nấy cũng vui. Ngày xuân hoa lá ve màu vui. Tân hôn chung chung dễ vui, tôi chúc cô đôi nên mối duyên trầu cao. Cô dâu như tán xinh thật là xinh, bên chú rể xin lứa lại cười. Quan viên ngay họ thương. Xin mời vô trong. Cảm ơn. Xin mời vô trong. Chúc mừng anh chị. Chúc mừng chị. Dạ, rồi, chúc mừng anh chị. Chúc mừng hai con. Con ừ. Em cảm ơn anh chị Năm nha. Quà Tết tới phiên anh chị Năm, nhớ cho tụi tôi uống rượu nha. Ơi, con Út đụm nhà tôi nó còn có chút ét hả? Đúng rồi, tôi đâu có nói Út. Cái này con hai đó mà. Dạ thì con bé hai thì nó hai nó cũng đâu có còn nhỏ đâu chị ha. Bây giờ là gả được rồi đó anh chị Năm ơi. Dạ. Tôi làm đám cưới đi, cái bà con mình còn được ăn đám cưới Việt Kiều chứ đó chị. Đúng rồi đó chị. Dạ. Ta nói ra riêng đám cưới là đẹp nhất đó nha. Làm chị không ơn thằng cần muốn tìm mới khác. Vậy để tôi làm mai thằng cháu trai cho bé hai nhé. Thằng cháu mà xấu như vậy nè, thằng Út con nhà tôi cũng được lắm á chị Năm. Con trai tôi cũng sáng giá lắm mẹ. Nói đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Nhìn coi, có ai theo dõi vợ chồng mình không? Không có, không có. Không có ai hết. Mà tôi bực bội quá. Mình muốn chắc không đi đám tiệc gì hết. Họ đi vô đám tiệc rồi. Cứ gặp cứ hỏi, ủa anh Năm ơi, chừng nào cho tụi tôi uống rượu đám cưới con gái anh ấy. Ôi, biết là bực ghê. Cha mẹ gì đâu mà. Tại nên ai hỏi chuyện cưới chồng cho con gái là trúng chui, trúng mũi. Biết có ai mà khổ ai bằng mình. Ai khổ vợ chồng tôi hả trời? Có đó đó. Ủa, cái gì vậy? Ai vậy? Ai à? Ai? Trời ơi. Út. Út cái gì tám? Ai vậy? Là tao nè. Tôi nữa nè. Sao đâu mà núp núp trong đó vậy? Tao bị tra tấn cái vụ đám cưới của thằng Trí Dương Lý đó. Tao ra đây nè. Còn tôi là cái vụ của thằng Cần á. Sướng chưa? Ôi trời ơi. Đến đây đám cưới gì mà cực quá bè ơi. Tại đây đám cưới mà cũng có phong trào nữa. Người người cưới, nhà nhà cưới. Mình đi ăn đám cưới cái đám này mà mấy cái đám khác nó vú xung quanh chia thiệp cưới ra, trời tôi nói ngập mặt luôn vậy đó. Trời đất ơi. Bởi vì tôi nói là đi đám cưới á không có ngại, thấy không? Nhưng mà ngại nhất là khi vô đám cưới. Trời đất quỷ thần ơi, gặp bà con người ta cứ giống như móc họng vậy đó. Nói ủa sao anh chị đi đám cưới người ta hoài vậy? Trời. Rồi chừng nào anh chị mới cho tụi tôi ăn đám cưới của con cái anh chị đây? Vô duyên. Quê, hỏi quê. Hỏi quê ghê. Hỏi vô duyên. Mà mình cũng mong vậy lắm chứ. Con mình nó có gia đình, mình có cháu rồi cũng vui. Mà ngặt nỗi con mình nó không muốn. Bởi nó vậy? Đâu có chịu là lấy chồng lấy vợ đâu. Bởi vì nhiều lúc bó tay. Nè con gái ơi, má mới vừa đi coi thầy nè. Trời ơi, ta nói cái tuổi của con năm nay tốt dữ lắm. Nếu như mình mà kết tóc xe duyên năm nay đó ha, là vợ chồng hạnh phúc nè, làm ăn là coi như là khá giả nè, con cái thông minh, khỏe mạnh, ngoan ngoãn, học hành tới tới. Trời ơi, 10 năm có một tốt dữ lắm con ơi. Má, con nói với má rồi, con chưa có muốn lấy chồng.
con còn muốn tự do bay nhảy thêm mấy năm nữa lận. Nhưng mà chết, con có gì gấp không phải giải quyết, có gì ngày mai con gọi lại cho má nha. Vâng, nhưng mà má chưa nói chuyện hết mà. Ê, sao vậy? Rồi, xong rồi, nó tắt rồi, nó xuống rồi. Con này nha, anh chị vậy còn đỡ, chứ tôi hả, cứ mỗi lần mà bàn tới cái chuyện mà cưới hỏi với thằng Cần á, là y như là nói với cái đầu gối vậy đó. Đúng rồi đó, ăn đi con, ăn đi. Đây, dạ. Ăn miếng bông điên điển. Đó. ăn đi cho mắt. Đúng rồi, đậu bắp ngon quá con ha. Dạ. Chà, miếng nữa nè, đây, đưa bé gấp, đưa bé gấp miếng nữa nè con. Đó, ăn nhiều vô, ngon lắm ha. À, ăn đi má quạt cho con mát. Ăn ngon ha, ăn ngon nghe con ha. Nè, Cần nè, má tính về nha. Cái đợt này mà con Thấm nó về đó, cái hai đứa bay tính toán rồi tổ chức luôn nha con nha. Ha, dạ, để từ từ con tính nha má. Con sẽ tính mà. Mà má nói nè, nhà mình á là tụi bay á là phải tổ chức cho xong xuôi hết đi, để cho má an tâm. Để lâu rồi nhà không có con nít gì hết á, buồn lắm con ơi. Con nít cho vui nhà vui cửa con ha. Dạ con biết rồi mà má, má yên tâm đi, để con tính được hết á. Ừ thì má cũng nhắc bay đó, chứ thấy không, đầu trên sớm dưới á, ai người ta cũng có con có cháu đầy đàn, vui quá trời quá đất, chứ đâu có như. Ủa cái gì con hả? Cái gì con? Có gì đâu. Ai? Trời đất quỷ thần ơi, nó lại chuồn nữa rồi. Sao tao nói con cái của người ta thấy ham không? À, cha mẹ đặt đâu thì ngồi đó, chị đâu thì cứ đó. Dạ. Còn con cháu của mình, chàng đét ơi, nó đặt mấy cái thân già này ngồi đâu phải ngồi y đó. Chỉ chỗ này mà nó không chịu cưới, chỉ chỗ kia cũng chịu cưới là sao? Ăn trái cây đi con. Dạ, ngon không ạ? Ừ. Quýt mùa này ngon à? Ngoan nè. Cưới vợ đi con. Hen. Cưới vợ rồi mà thương. Hen. Ngoan. Mẹ coi nguyên cái ấp này nè, cái xã mình, cái huyện, thậm chí nguyên cái tỉnh này luôn nè, có ai mà xứng đáng với người có ăn, có học, lại có địa vị xã hội đàng hoàng như con không? Kêu con cưới. Yên tâm đi, ngoại sẽ tìm cho con. Hen. Cưới vợ đi. Cưới vợ đi rồi ngoại chia gia tài cho con, rồi con làm ăn lớn nha con. Trời. Hen. Bây giờ con không cưới vợ, con cũng xin tiền ngoại, ngoại cũng cho con à. Vậy con cưới vợ gì cho nó mệt. Trời mày mệt. Dạ. Đây. Đây nè. Đây mới là đứa cháu ngoan của bà ngoại nè. Con lúc nào không là cháu ngoan của ngoại. Con ơi. Dạ. Cái chồng đi ha. Cái chồng đi rồi ngoại để cho con nguyên cái giữa trái cây ở ngoài chợ con mần ăn nha. Ngoại. Ừ. Theo như sự lý giải có lý của con thì cái vựa trái cây ngoài chợ hiện tại là do một tay con quản lý và nó đang thuộc về con. Ủa vậy con lấy chồng chi? Ê, quýt mùa này ngon dễ sợ luôn á. Ừ, cái mẹ quýt ngon ghê ha. Cho nên giờ tôi bàn vậy nè. Sao? Nè, mới mốt ai mời đám cưới mình hen. Ừ. Đừng có đi. Ừ, ai mời cái mình cứ gửi thôi. Tránh va chạm, đừng đi. Ừ, vậy mình cứ đi. Gửi, mình gửi thiệp cho mừng nó bỏ bao thơ thôi. Gửi người ta đi vậy dùng. Cho nó xong. Hay. Nhưng mà tôi thấy vậy nè. Sao? Không lẽ cái đám già của mình là chịu thua cái đám trẻ tụi nó sao? Ừ. Hả? Phải rồi. Trời đất ơi, không thua chứ làm sao? Không lẽ giờ mình ép nó à? Ta già nhất mà ta còn thấy ta thua. Tôi nói cái gì sai sao mà tự nhiên sáu cái con mắt nó dòm gì ghê vậy? Không có nóng giận mà cũng không có sai. Vị Năm đúng, hoàn toàn đúng. Là sao? Tụi mình phải ép nó. Ép tụi nó? Ép tụi nó cưới thôi. Đúng rồi, ép tụi nó mới được. Phải ép tụi nó. Ừ. Ép. Phải lệnh cho tụi nó. Đó, bốn đứa chia thành hai cặp. Bây giờ làm sao? Xử cái ca nào trước? Hả? Xử một cặp một hay là xử hết hai cặp một lượt? Xí. Thế cho dì Năm, dì Tám bổ sung chút xíu. Dạ dạ, muốn bổ thì cứ bổ. Bổ không? Bổ đi. Bây giờ vậy nè. Đây, đó. Đấy, bổ sung cái này nè. Đấy, cái ca này thì nó nặng. Ca thì nặng lắm. Bởi vì cái tuổi băm rồi mà vẫn chưa có con nào trong cái toại. Cho nên là bây giờ xử cái ca này trước đi. Yeah. Ba ca. Ừ. Xử ca đó trước. Ừ. Không được. Nặng. Cái ca này nặng xử sau đi. Xử cái ca này trước nè, ca này nhẹ nè. Thôi được xử. Thôi bây giờ nè, thôi để tôi ý kiến nè. Dạ. Ca nào á nặng á thì để từ từ, còn bây giờ mình xử ca nhẹ trước đi. Nó phải.
Lấy cái này nhẹ. Cái nhẹ, không, cái này nhẹ nè. Cái nào? Cái này nè, này dưới đây nè, nhẹ, xử trước. Tại Gấp Beyond, đón xem hồi kết Gạo Nếp Gạo Tẻ. Bệnh của cả này là bệnh khinh địch. Còn Lý cứ nghĩ là thằng Toán là của nó rồi, không ai có thể chen ngang vô được. Chuyện cưới hỏi gì vậy mà cứ từ từ. Bây giờ muốn chữa bệnh này thì phải làm cho nó quýnh lên vì lo mất thằng Toán. Nó phải cưới liền tay. Lý, có chuyện gì ngoại? Nè, ngoại muốn là con phải hết sức là bình tĩnh, không được nóng, không được làm bậy. Ngoại nói cái này cho con nghe. Ngoại, theo như sự lý giải có lý của con thì từ trước tới giờ không có chuyện gì mà có thể làm cho con nóng và mất bình tĩnh được hết. Cho nên ngoại cứ yên tâm và nói đi ngoại. Bình tĩnh mà gung nghe con. Động trời, thằng Toán nó con mèo. Trời, tưởng chuyện gì chứ cái chuyện anh ta. Ngoại mới nói gì? Thằng Toán nó con mèo. À mà ngoại nghe đâu là nó ở quán bà Sáu á. Con chạy ra đó đi, con hỏi thẳng vào mặt nó đi. Đừng con, bình tĩnh, đừng có run. Con chỉ hết run khi ngoại nói cho con biết con mèo đó nó ở cái chuồng nào. Con mèo đó nó ở sông ghe. Toán ơi là Toán, dám có mèo hả? Bữa nay tôi cho anh bèo nhèo hơn cả con mèo. Lý, Lý, Lý. Ủa, có chuyện gì mà con thấy Lý nó chạy ra ngoài, vẻ mặt hầm hầm dữ vậy ngoại? Dạ. Dạ. Con còn muốn mượn tiền ngoại làm ăn không? Dạ thưa ngoại, với một người có ăn có học lại có địa vị xã hội đàng hoàng như con, một khi đã xin thì sẽ không bao giờ bỏ cuộc cho tới khi nào xin được thì thôi. Con giúp con một việc. Giúp con một việc. Phải cho tiền con nha. Anh xuống đây cho tôi. Không, con theo theo có sự tính toán của anh là anh mà xuống. Xuống này. Xuống này. Lấy. Ui,
dừng tay đây chưa hả? Trời ơi, mày còn làm như vậy nữa hả? Đừng bao giờ nhận mày là người nhà của người có ăn có học, có điều gì xã hội nha anh nha Lý. Đúng rồi anh Chí ơi, cứu với anh Chí ơi. Nín nè, nếu như anh không muốn mất mặt, anh nói với ảnh á là khai con mèo của anh ở đâu đi. Rồi nếu như mày có, mày khai thiệt đi Toán. Rõ ràng là tao thấy mày có một con mèo mà. Em có sự tính toán của tôi là anh đang đốt nhà tôi đúng không? Đốt nhà hồi nào mày? Mày có thì tao nói có thôi. Ê công nhận nha, con mèo của mày nhìn mướt lắm á, hấp dẫn nha, hèn chi mày mê mệt là đúng rồi. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu. Mình là người có ăn có học có điều gì xã hội mà không được đánh như vậy. Buông ra, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu. Lý Buông ra, không cần, buông ra. Cái gì vậy? Không cần giúp đỡ. Nè, theo sự tính toán của tôi á, là anh một ngày nào đó thôi, tôi sẽ làm cho anh thân bại danh liệt, mất luôn cả địa vị xã hội, mất luôn có ăn có học, mất hết. Chờ đó đi, Lu Ba Chi Lý. Ừ, chết dạ. Mày chưa? Ôi ngoại. Ừ. Quánh, đau quá. Quánh không đau hả con? Trời ơi, sao rõ ràng là con hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đang đi ra phải thưởng con chứ, tự nhiên đánh con là sao vậy? Thưởng các con khỉ. Dạ. Chết đi con. Dạ. Ngoại là ngoại biểu là con thêm mắm giảm muối, làm dạ cho con Lý nó sợ mất thằng Toán mà nó chịu cưới. Giờ đó làm đó. Ủa dạ. Chết cha, con lộn rồi. Lộn cái gì? Lộn. Ủa dạ. Trời ơi, con Lý được thằng Toán chạy đúng đó kìa. Kìa kìa, đúng đó kìa. Kìa kìa. Đâu đâu mày? Nó chạy rồi. Đó gì tám thấy chưa? Nó dám lừa hai bà già đó thấy chưa? Trời ơi, con với cháu. À mày về đây. Mày biết gì với tao vậy trời? Chết mày vậy chứ con. Mày chết mày. Rồi cảm ơn. Có ủng hộ gì thôi. Thôi coi như cặp này để sang bên tính sau đi ha. Bây giờ mình tính cặp khác đi. Hai dì Tám ha. Đúng rồi, tính cặp khác đi. Dạ. Tính cái cặp Cần với anh Thấm. Ủa mà cũng có Cần đây nữa. Thôi được rồi, vậy tính vào cặp Chí đi. Vậy đi. Hay là tính cái chuyện làm mai cho thằng Chí. Dạ. Hèn. Dạ. Mai mối gì? Sao không nói đây? Hả? Ủa? Cái gì? Sao? Bà đổi nghề mai nào vậy bà Sáu? Đổi từ lúc bà Mai bị hốt quá. Làm tới giờ luôn đó. Trời, mày làm được không đó? Sao không được? Trời ơi, sao hết sĩ mà làm cái gì không hết sĩ? Ngày mai đem qua nhà dì 50 người. Cái gì? 50? Để chọn. 50 người. Chính xác. Nhưng mà nhắm làm được không? Được. Nếu mà làm không được thì mày chịu cái gì với tao này? Tính sao? Hả? Thương hiệu con là gì? Sao hết sĩ? Nếu con làm không được, tháo cái bảng xuống, đưa lên, sao hết xài. Ê, đi thì đi luôn đi nha. Ngoại, con đã nói với ngoại rồi, con không có đi coi mắt đâu. Ngoại, chỉ vì con không đi coi mắt mà ngoại con nở lòng nào ngoại viết thư, ngoại từ một người cháu. Trời ơi, là một người có ăn có học có địa vị xã hội sao ngoại? Mở cái bao thơ ra coi đi rồi hãy bù lu bù lo. Thằng ông con trai gì? Đó là một nửa ha. Còn một nửa sau khi coi mắt, một nửa bà ngoại sẽ đưa ha. Cảm ơn ngoại. Dạ. Ngồi xuống. Dạ. Tới rồi ha, 50 em đẹp lộng lẫy như tiên giáng trần xuất hiện. Dạ sao? Để chút xíu lấy mấy cái ghế. Lấy ghế làm chi? Cho 50 cô ngồi. Đâu có ai tới đâu ngồi. Ủa sao dự hôn 50 em? 50 em là ở trong đây nè. Trời. Dạ. Mày giỡn mặt với tao hả sao? Dạ con nào dám giỡn mặt. Dạ 50 em là ở trong đây nè, để cho chọn. Dạ ưng ý người nào các con đều người ta tới gặp mặt liền. Chứ nếu mà 50 em đứng đây mà xếp hàng để cho chọn vậy phản cảm lắm Tám ơi, vậy là chết con á. Vậy là công phu lắm mà công trời phu. Trời ơi, phải ấy dữ lắm đó. Đó. Đem qua liền nè, tao nói đợt này là đẹp không. Đó thấy chưa? Trắng da dài tóc nè. Con lửa là số 1 mà. Nè không, trắng hay không, nó tóc dài. Nhưng mà nói nào ngay, có trắng có đen. Chứ nếu mà trắng quá thì cũng không có được. Đứa nào trắng quá là xài kem trộn đó sao? Bậy rồi. Giới 6 là không bao giờ có kem trộn. Bị gì kem trộn là trắng giả. Giới 6 là phải nét mộc, trắng mộc. Và cái nét hoàn toàn mộc nó mới đẹp. Kỳ này 6 đã trộn rồi. Thôi là khỏi cái chỗ chê luôn đó chứ. Coi nè. Nhỏ này đẹp nè con.
Trời ơi, cái em mà áo vàng là đứng là thấy không đấy. Lộng lẫy dễ sợ. Dòm vô mà không dòm, chưa dòm, dòm mà đã lắc rồi. Không có được. Xứng với con đâu. Không được hả? Cái gì vậy? Đây nè, được không? Trời trời, cái mỏ nó kìa trời. Này, này nha. Thôi dẹp luôn đi. Cái gì vậy? Mệt quá à. 50 đứa mà chơi hết 51 đứa rồi. Là mai là mối kiểu gì nữa. Mệt quá à. Đóng cửa tiễn khách. Ủa sao? Nhà này nhà của gì mà? Ủa quên quên, xin lỗi. Nhà của Tám. Xin lỗi. Dạ dạ, khỏi tiễn. Khách tự về. Mày ế nhan là do mày. Mày kén quá mà. Trời ơi, mày làm tao cực khổ. Tao bỏ công ăn việc làm, nó chạy qua đây với mày. Giờ mày không chọn ai hết. Tao mệt mày lắm rồi đó. Vừa dạ mày chưa? Hư bột hư đường hết trơn là cũng tại con đó. Nè, bà ngoại nói trước nha, năm nay mà không cưới vợ đó nha, thì coi cho tất cả tôi cắt hết tiền trợ. Tôi cắt hết tài trợ. Rồi đó, rồi cho mày đói mày, mày ở đó mày kéo mày chữa đi. Thôi không ngoại nội vậy đó. Tao đã giữ cưới vợ cho mày, tao cũng khổ rồi. Trời ngoại, không có ngoại gì hết trơn. Ngoại đừng có cắt con. Con người có ăn, có học, có đi về xã hội mà. Bị đói là không có được đâu ngoại. Dẹp đi. Tự nhiên ba cái vụ tình duyên, cái tụi bay làm hư bột hư đường thai vụ à. Thôi bỏ cái vụ mà ép cưới đi cho rồi đi. Y chàng ơi, đâu có được gì. Cái chuyện này là con với chị Năm đã tính toán hết rồi. Bây giờ là sắp đặt xong xuôi hết, chỉ còn thực hiện thôi. Quái mà nói nha. Cái chuyện này chuyện buồn, sao hai bà nói cái giọng lên dễ sợ luôn nha. Tám, con nói Tám nghe nha. Cái chuyện đó thì để cho con Út đây tính. Ví dụ cần với Thắm đó ha. Rồi xong đó sẽ tràn qua đây tính cái chuyện thằng Chí với con Lý nha. Đừng có manh động. Dạ. Động gì thôi, tụi bay tính cái gì tính tính sao ta nghe vậy. Nhưng mà rồi tụi bay tính sao hả? Có cách bà gì. Con nói là cách này độc nhất vô nhị nghe. Cách gì? Bảo đảm với gì ga viên là có ngụ mừng bà con. Ừ. Chuẩn bị mới sẽ đón á. Trời ơi, trời ơi. Chuyện này là được đến chắc chắn. Kìa bà Năm đó, kìa bà Năm. Ủa, cái gì vậy? Ê, xếp hàng đi. À, đúng rồi đó, người văn minh là sự phải biết xếp hàng chứ. Xếp hàng gì? Này, con vô nhà của con mà. Ủa, đúng rồi, này là nhà của Út Đượm mà chú. Vậy thì Út Đượm này khỏi xếp hàng. Nhưng mà kìa phải xếp hàng đó nha. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Trời tía, có chuyện gì á mà sao hả? Bà con hàng xóm người ta bu đông dữ vậy tía? Chuyện đó tính sao? Kiểm về bên nhà kêu thằng Cần qua đây chú Năm nói chuyện coi. Dạ, hình như cái hợp đồng của công ty bán bông ở trên huyện á có vấn đề chú Năm, nên anh Cần với anh Toán nhà con chưa về nữa. Mà rốt cuộc là có chuyện gì vậy tía? Hỏi hỏi hoài nè, cũng tại má bay nè. Dạ. Trời đất ơi, cái chuyện bé Hai nó về chưa có gì hết à, thấy không? Mà sùm bả nè, ở trong nhà chưa tỏ mà ngoài ngõ đã tường rồi, thấy chưa? Ê ê, rõ ràng là cái chuyện này đó là tôi bị quan nha. Dạ. Vậy là cuối cùng Tết này con Thắm nó có gì ăn Tết hả chú Ben? Nó chỉ làm bộ xí gạt mọi người để tạo bất ngờ thôi hả chú? Chàng đất ơi, vậy mà hồi sáng đến giờ thằng Cần con trai của tôi nó gầu thúi ruột luôn vậy đó chú. Dạ, chị đừng nói tin này cho ai nghe nha. Tôi sợ chị lo nên mới nói cho một mình chị biết thôi đó. Dạ rồi, tôi cảm ơn chú nha. Tôi biết tin vậy để cho tôi an tâm vậy mà. Dạ, dạ chào chú ha. Dạ. Cái này là tin vui mà. Xin lỗi chú Ben nha. Tin vui thì không thể nào giấu giếm con trai của tôi được. Phải về nói cho nó mừng chứ. Bà Tám, bà Tám, bà Tám, bà Tám, bà Tám. Có tin mới, có tin mới. Cái vụ gì, vụ gì? Tết này con Thắm con ông Năm nó về ăn Tết đó. Cái gì? Con Thắm nó về nhưng mà bây giờ con Thắm nó về. Nãy giờ ngồi đây có nghe vụ gì không? Tết này con Thắm con ông Năm nó về nó ăn Tết đó. Ờ, bây giờ vậy nè, ở đây coi chừng quán đi, tôi đi thông báo bà con. Ờ, thôi ở đây coi chừng cho nó ha. Để tới, 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 tới. Đó, cái chuyện người ta quan là rõ ràng rồi ha. Còn cái chuyện mà mọi người cả xóm té tới gần á là lỗi của ông. Uống nước đi Tám, uống nước đi Năm. Ừ.
Anh Năm ơi, kỳ này đón con Thắm về đó, là phải chuẩn bị cho nó chu đáo, nó hoành tráng lên nha. Dạ. Đừng để con nhỏ nó buồn á. Mình á là phải huy động một lực lượng bà con rất là hùng hậu. Bởi vì sao? Mình đi như vậy á, mình thấy được cái tình cảm của gia đình. Đúng. Tình cảm của bà con chồng xóm đúng đó. Rồi. Bởi vì người ở xa xứ người ta rất là trân trọng cái tình cảm thì... người ta quý lắm. Phải. Ê nhưng mà Tám thấy vậy nè, kỳ này đón nó sân bay về rồi ăn, rồi cái ra Sài Gòn cái cho nó đi chơi vòng ở Sài Gòn đi. Ừ. Trời đất ơi, lần trước không đi đâu hết trơn á trời á. Dạ đúng rồi Tám. Con nghĩ là thôi sẵn dịp này á, cho con mình đi tham quan vòng vòng với bà con mình luôn. Phải. Cho nó vui. Mà không được, theo con nói vậy nè. Sao? Ai đi chơi á phải phụ tiền xe với anh. Đúng rồi. Nhỏ này. Đúng. Nói vậy coi thường Năm sao? Sao? Năm nó bao hết. Nó bao cho bà con tiền xe hết. Đúng rồi. Nói vậy là anh bao luôn hả? Nếu mà anh bao để tôi đi thông báo bà con đi nhiều nhiều, càng đông càng vui. Đúng rồi. Đi liền. Lẹ lên. Không. Này có bộ nữa rồi nha. Năm mà nó tới đón nha. Về chuẩn bị đi đón con Thắm con Năm nha. Kỳ này ông Năm ông bao hết. Lẹ lên nha. Tao đi với mày. Bà con ơi. Ok. Đó. Tôi cũng bị động thôi. Tôi bị gài hàng thôi. Chết rồi. Chết cái gì? Bà đứng yên chỗ mà. Bà đứng yên chỗ coi. Chết cái gì? Nói nghe. Bây giờ cả xóm ha, gần kéo lên. Bây giờ xe nào mà chứa cho hết. Trời ơi, tiền làm sao trả cho sể. Con có cách rồi nè. Cách gì con? Cách gì vậy? Ý của con á là hình như là đường có cách rồi đúng không? Hồi nào trời? Trời ơi, tao tả cái ly nước quá, không biết nữa. Mà tự nhiên nói con mới nhớ, tự nhiên con nghĩ ra cách thì rồi tí với má. Thấy cách chưa? Cách gì con? Dạ thưa bà con, bây giờ chúng ta sẽ cùng tiến hành bốc thăm. Ở trong đây á sẽ có thăm ngắn và thăm dài. Dạ đúng rồi đó, ai mà bốc được thăm dài á thì sẽ được đi, còn ai mà bốc được thăm ngắn á thì sẽ ở nhà. Dạ bà con sẵn sàng chưa? Đúng rồi. Bắt đầu. Cái thùng đâu? Danh sách có đầy đủ rồi bà, rút thăm đầy đủ rồi. Bây giờ vậy nè, không giờ gọi điện nhờ thằng Cần nó mướn giùm mình cái xe. Vậy đi. Trời ơi. Tết nhất rồi, tới nào rồi, nó bận biểu cuối năm mà sao không đứa nào nó nghe máy, gọi mà nó không nghe máy. Thôi được rồi, thôi để tôi tự đi tìm xe tôi muốn nha. Đúng rồi, vậy đi. Hay là để con lo cho. Thôi đi. Được không? Nít nồi, đừng xen chuyện người lớn. Hô rảnh, gì học bài đi ông ơi. Thôi để tôi đi nha. Ông đi đi. Chú Năm. Hay là để con gọi anh Toán lo cho. Tại vì anh Toán á, anh biết được cái xe nào tốt, xe nào không tốt. Chứ chị Thắm hả, chị đi máy bay mấy chục tiếng. Giờ về cái xe cà giật là mệt lắm á. Đúng rồi đó má. Mình phải giữ sức khỏe cho con của mình chứ. Đó, này nó đúng nè. Vậy con đi liền nha. Đi á. Vậy con đi phụ với Kiệm luôn nha tí má. Hả? Ủa? Sao qua nhà anh Toán mà tự nhiên đi đường này vậy? Chứ anh Toán làm cái gì? Mấy cái chuyện này hả? Mướn xe này á là Kiệm phải lo được hết, đừng lo. Trời ơi, Kiệm định gạt tía hả? Gạt cái gì? Kiệm phải chứng minh cho người lớn thấy á, Kiệm là hả, không phải là con nít, dư sức lo được. Kiệm đừng có làm bậy nha, làm hổng xong á là hai đứa tiêu luôn á. Mấy cái chuyện này á, Đượm đừng có lo nữa. Đượm á, cứ lo hoài à, Kiệm có quân sư, yên tâm. Út Kiệm quả là một người thông minh nha, biết nhờ đúng người rồi đó. Ba cái vụ xe cộ nè, anh rảnh lắm, cứ để người có ăn, có học, có địa vị xã hội nhanh lo hết cho. Dạ cảm ơn anh Chí. Nghĩa cái gì, tôi hai đứa về đi để anh lo cho. Dạ cảm ơn anh Chí. Chị Thắm về rồi. Ấy là ngủ về nhà ngủ nghe, chứ ngủ gục đây nghe. Rồi khi nào đi tôi kêu. Mẹ. Dạ thưa ngoại. Dạ. Thưa chú Thím Năm. Thưa gì? Dạ, theo sự tính toán của từ nãy giờ chi ly thì tất cả đầy đủ hết rồi. Chỉ chờ là xe tới là mình khởi hành thôi.
Dạ. Tới bây giờ cũng không chịu đi. Biết đi trễ vậy hơn người ta hẹn bà 6, 7 giờ sáng đi. Hẹn chỉ 2, 3 giờ rồi buồn ngủ không chết. Trời ơi Lý, tao lại mày qua mày giữa bà ngoại mày đi. Sao tao mệt rồi mày cứ giữa tao hoài vậy Lý? Lý, mày đặt xe mấy giờ vậy? Người lớn mệt hết rồi kìa. Tao đặt hồi nào? Thằng Kiệm nói mày đặt mà. Gì? Thằng Kiệm nói mày đặt á? Thằng Kiệm nói rõ ràng tao là mày đặt. Cả nhà ơi, xe đến rồi kìa, xe đến rồi kìa. Đi 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 đi. Tới kìa, tới kìa. Rồi. Đâu đây đây bà con. Đây 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 đây. Đây đây đây. Cầm chở thức ăn. Dạ dạ dạ. Vậy đi kìa. Đúng. Đi 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 đi. Đi hả? Ờ đi. Đi. Dạ. Hai nói nè. Cuối cùng là thằng nào đặt xe? Trời ơi, hai hơi trễ rồi kìa, xe đang đợi kìa, thôi đi trước đi. Đứa nào? Hả? Đi là nói. Đi đi. Nè, tao nói mày nghe nha. Theo sự tính toán của tao á, nếu như mà bây giờ á mày mà cứ lăng xăng vậy, chắc chắn hồi mày sẽ đi cái xe là cái hãng là Căng Hải nha. Gì? Sao mày? Xả mình làm gì có cái hãng xe Căng Hải? Căng Hải là hai cẳng đi bộ ông nội, mệt quá. Lý, vậy đi em, đi. Ủa mà đi hoài á. Nhanh. Hết nói luôn á. Lẹ đi. Alo. Ủa mới sáng sớm mà ngoại với anh Lý bỏ anh ra đi đâu hết trơn vậy? Chết rồi. Bây giờ ngoại xuống xe quay lại liền. Hai người là không được đi xe đó đâu.